Anh chàng cơ bắp cuồn cuộn này là một tù nhân, sở dĩ anh phải vào đây tràn kiến vì bị vu oan cho tội hấp diêm hoa hậu. Vừa tới nơi, anh đã chào hỏi mấy thằng đàn anh bằng một màn tẩm quất gia truyền. Với phương châm không ngán bất cứ bố con thằng nào, cứ hồ báo cáo chuồn là anh dã. Quản ngục anh cũng chẳng thèm nương tay, anh ta vào tù mà không khác gì đi nghỉ dưỡng. Cơm ăn cũng có thằng bưng tận miệng nhưng vẫn không ngừng khổ luyện đợi ngày mãn hạn tù để trở lại sàn đấu. Đó chỉ có thể là huyền thoại nằm đấm sát Mike Tyson mà không ai là không biết đến. Từ cậu bé lang thang ở khu ổ chuột luôn bị bạn bè bắt nạt cho đến nhà vô địch quyền anh bất khả chiến bại. Vậy câu chuyện về cuộc đời từ khổ nhục đến vinh quang của quyền vương sàn đấu Mike Tyson thế nào thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu bộ phim truyền thuyết Mike Tyson vừa mới ra mắt đang bùng nổ tại các rạp chiếu phim này nhé. Cậu bé da đen này chính là huyền thoại Mike Tyson thời kỳ trẻ trâu, hiện đang sống cùng cha mẹ ở một khu ổ chuột trong thành phố New York. Vào năm 1974, nơi đây luôn dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tội phạm còn nhiều gấp 5 lần người dân. Sống trong xã hội thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, mặc dù bản thân là một chầu tre chính hiệu, nhưng cậu nhóc Tyson lại luôn bị bọn vô lại ức hiếp. Vì lẽ đó, cậu luôn ở trong tình trạng khiếp sợ, thường xuyên lớn tiếng kêu gào hay nói chuyện một mình như thằng ngáo đá. Chính vì thế, bác sĩ đưa ra kết luận cho Tyson tội nghiệp, con của cô bị thiểu năng trí tuệ. Nghe thấy hai từ thiểu năng, mẹ của Tyson dường như chết lặng và thật khó để chấp nhận kết luận này. Bao nhiêu kỳ vọng bà dành cho cậu giờ đây đành phải vứt cho trò nó nhai. Từ đó về sau, mấy thằng chip hôi đầu đường xó chợ lại có thêm một lý do để tẩm quất Tyson mỗi ngày. Đời đã đen lại còn lắm lông, cha cậu bắt đầu lao vào nghiện ngập đủ thứ. Chính vì thế, họ thường xuyên choảng nhau trước mặt Tyson như cơm bữa. Cuối cùng, vì ham mê cuộc chơi nên ông ấy đã bỏ lại Tyson cùng anh trai và chị gái cho mẹ nuôi dưỡng. Không một xu dính túi, bốn người phải sống trong một ngôi nhà hoang. Mẹ cậu hàng ngày phải cho bọn khốn nạn bóc bánh trả tiền để nuôi ba đứa con thơ dạy. Nhà đã nghèo lại còn bị ăn đấm quá nhiều, không chịu được áp lực, Tyson đành bỏ học. Thứ duy nhất mà cậu ngưỡng mộ lúc này đó chính là sự hòa bình tự do như những chú chim bồ câu. Chính vì thế, Tyson coi chúng như những người bạn thân nhất của mình lúc bấy giờ. Nhưng rồi góc trời riêng đó cũng chẳng được bao lâu, một thằng vô lại đã bắt người bạn mà Tyson yêu quý nhất, sau đó nhẫn tâm bẻ gãy đầu chú chim trước mặt cậu mà không hề thương tiếc. Tyson yếu đuối ba máu sáu cơn bộc phát lòng căm thù như mãnh hổ, cậu bé lao tới tung liên hoàn đấm vào mặt thằng cơ hó này. Từ lớp 1 đến lớp 5 cậu cũng chẳng sợ, nên từ đó Tyson đã trở thành người nổi tiếng trong lũ trẻ đường phố. Ngay lập tức, cậu được mời làm thủ lĩnh cầm đầu băng nhóm ăn cắp vặt, thường xuyên đi khắp nơi mượn túi tiền mà không thèm trả lại. Các hoạt động được diễn ra bất chấp cả ngày lẫn đêm. Vì băng cướp quá lộng hành, cảnh sát đã thẳng tay nổ súng về phía lũ trẻ còn chưa đầy 10 tuổi. Và một buổi tối nọ, mẹ của Tyson đến phòng cậu và cảnh cáo rằng con còn tiếp tục đi theo lũ ăn cắp thì không chết ở ngoài đường cũng vào nhà đá bóc lịch mọt gông. Làm gì thì làm chứ để hàng xóm tìm đến khiến mẹ nhục mặt lắm rồi. Thì ra sáng hôm đó, băng nhóm của Tyson đã ngang nhiên vào nhà hàng xóm ăn cắp một cách công khai. Tyson nghĩ đến cái chết của thằng bạn thân bị cảnh sát bắn chết hôm trước, cùng với những lời mẹ nói thì quyết định từ nay bỏ nghề ăn cắp. Tuy nhiên, cậu lại tham gia sàn đấu tay đôi ở đầu đường xó chợ, cho rằng kiếp người của mình chắc không quá được tuổi đôi mươi, Tyson càng trở nên buông thả. Biết được nắm đấm của mình vô cùng lợi hại, Tyson liền nghĩ đến những thằng côn đồ đã từng ức hiếp mình trước đây. Vì vậy, cậu bắt đầu báo thù không sót một ai. Chính vì thế, Tyson chính thức trở thành gương mặt thân quen ở đồn cảnh sát. Mỗi một lần như vậy, mẹ cậu lại táng cho một trận xây sầm mặt mày rồi mới đón về. Có lẽ đây là người duy nhất mà Tyson không bao giờ đánh trả. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, cuối cùng Tyson đã bị tống cổ và chạy giáo dưỡng. Tuy nhiên nơi đây, Tyson lại gặp được những người bạn trong băng cướp năm xưa. Điều này khiến cậu cảm thấy nơi đây còn vui hơn khi ở nhà. Kể từ đó về sau, Tyson liên tục là khách hàng quen thuộc của các tổ chức quản giáo trẻ vị thành niên ở khắp thành phố New York, đến nỗi có tới 5 trại giáo dưỡng từ chối thu nhận cậu ta. Tới năm 13 tuổi, Tyson được đưa đến một trại giáo dưỡng cấp trung ương. Ở đây vì muốn làm đại ca, Tyson hùng hổ muốn so tài cao thấp với một cựu võ sĩ quyền Anh nay là nhân viên ở trung tâm này. Tuy nhiên, Tyson chỉ biết sử dụng cơ bắp mà không có kỹ năng nên lập tức đã bị knock out bằng một cước. Điều này đã khiến cho Tyson biết mình ở vị trí nào nên liền xin võ sư theo học quyền Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên lại nói rằng tại sao tôi phải nghe cái mồm thối của một thằng lưu manh như cậu. Bị đả kích quá lớn, Tyson liền lao đầu vào dùi mài kinh sử và đạt được giấy khen tiên tiến. Vị huấn luyện viên lúc này đã bị cảm động trước nghị lực của Tyson nên đã nhận cậu làm đệ tử. Là một kỳ tài võ học cộng thêm chăm chỉ luyện tập, Tyson đã lĩnh hội rất nhanh và hạ gục được rất nhiều đối thủ. Cảm thấy mình không còn gì để dạy cậu nhóc này, võ sư liền bảo với Tyson rằng ông đã tìm được cho cậu một vị huấn luyện viên tốt hơn mình. Tyson ngây thơ vô số tội, còn tưởng rằng mình đã làm sai việc gì mà bị bỏ rơi như thế. Huấn luyện viên nói rằng cái sai của cậu là tiếp thu quá nhanh. Ông hy vọng anh không đi lại con đường cũ mà tiếp tục luyện tập quyền Anh để bước lên võ đài vinh quang. Từ đây, cuộc đời của Tyson sẽ có một sự thay đổi vô cùng to lớn khi vị huấn luyện viên tóc bạc này xuất hiện. Ông ấy là Kevin, người đã đưa một tay đấm trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất sàn đấu từ trước đến nay. Tuy nhiên, tuổi già sức yếu, các tay đấm quyền Anh cho rằng ông ấy đã hết thời nên bị lãng quên. Sau khi xem Tyson ra đòn, ông liền khẳng định đây chính là quán quân quyền Anh hạng nặng cấp thế giới, một con dã thú, một con quái vật mà nghe tên cũng khiến đối phương vãi đái ra quần. Chỉ cần nghe lời, ông sẽ đào tạo cậu trở thành một tay đấm vĩ đại. Vị huấn luyện viên gần đất xa trời với một cậu thanh niên 13 tuổi bắt đầu
hành trình tìm kiếm đài vinh quang của nhà vô địch. Yếu tố quyết định trong một trận đấu đó chính là sức chịu đòn của một võ sĩ, sau đó chờ thời cơ bộc phát một cước hạ gục đối thủ ở thời điểm quan trọng nhất. Chính vì thế, Kevin không dạy luôn cho Tyson kỹ năng và chiêu thức cụ thể mà trước tiên cần phải có là một cú đấm vô cùng uy lực. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý và việc khống chế được tinh thần không hoảng sợ cũng vô cùng quan trọng. Cùng thời điểm đó, Tyson cũng đã mãn hạn tù, huấn luyện viên lo rằng cậu sẽ quay lại vết xe đổ trước đây cùng lũ đầu đường xó chợ. Vậy nên ông đã mang một món quà đến gặp mẹ của Tyson, mong có thể đưa cậu đi huấn luyện quyền anh chuyên nghiệp. Mẹ cậu tôn trọng quyết định của con nên đã trả lại quà và hỏi, con có muốn đi theo ông ấy không? Tyson liền trả lời, có ạ. Ông đưa nó đi đi, nó sẽ khiến ông thất vọng thôi. Từ đó, Tyson đi theo huấn luyện viên Kevin đến một môi trường sống mới, đó là một nơi xa hoa. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự ti về xuất thân của mình, nhưng thứ mà người khác không có đó chính là thiên phú võ học trong người Tyson. Vì vậy, huấn luyện viên đã vạch sẵn con đường công danh cho cậu, đầu tiên là lấy giải thanh thiếu niên, sau đó đạt huy chương vàng Olympic để tiến vào đội tuyển chuyên nghiệp, cuối cùng là tiến đến giải vô địch thế giới. Kevin đặt toàn bộ hy vọng cuối đời lên người Tyson, cậu nhóc cũng hoàn toàn tin tưởng ông sẽ giúp mình thành công. Sau một thời gian hai thầy trò dày công âm thầm khổ luyện, giờ đã đến lúc sử dụng kiến thức đó để phát triển khả năng thực chiến. Kevin lén lút cho Tyson tham gia các giải đấu ngầm ở chợ đen. Tuy nhiên, cậu nhóc mới chỉ 14 tuổi nên trợ lý huấn luyện viên đã liền bốc phép Tyson 18 tuổi rồi. Lần đầu tiên lên sàn đấu, Tyson có phần rụt rè, cậu nói dối đi mua đồ nhưng đã bỏ trốn khỏi chợ đen. Nhưng khi cậu nhìn thấy những người vô gia cư bên đường, cũng như nhớ lại được cảnh cực khổ trước đây đến nỗi mẹ mình còn phải bán thân để kiếm sống, thì Tyson liền lấy hết dũng khí quyết tâm trở lại. Bước lên sàn đấu, nhớ lời sư phụ nói, cứ nhắm thẳng mồm đối phương mà dã, Tyson liền tung một cước knock out đối thủ tại trận trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Từ đây khiến cậu có được không ít tự tin. Tuy nhiên Kevin nói rằng có thắng cũng đừng tỏ ra như vậy, phải biết khống chế cảm xúc, hãy cho mọi người biết cháu không hề bất ngờ với điều đó. Tại giải thanh thiếu niên sau đó, trận đấu nào Tyson cũng một cước hạ gục đối thủ khiến ban giám khảo và khán giả xỉu ngang xỉu dọc. Đạt huy chương vàng chưa đầy 8 giây, Tyson hí hửng mang thành tích về cho mẹ xem, nhưng bà lại vô cùng thờ ơ và bảo cậu tiếp tục cố gắng. Ông ta không hề yêu con mà là đang lợi dụng con, nếu con đánh thua thì ông ta sẽ đá đít con ra đường làm thằng ăn cắp ngay. Tyson uất ức nói, con đã không còn là thằng ăn cắp, nhìn con đây này, nhìn đi, con tự hào về con. Thời gian sau đó, Tyson đã ra sức khuyên giải lũ bạn khốn nạn của mình cải tà quy chính nhưng chúng không nghe, và rồi từng thằng một phải ăn kẹo đồng của cảnh sát nhập quan không sót một ai. Cùng lúc đó, mẹ cậu cũng bị chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư quái ác và qua đời. Hai đả kích quá lớn khiến Tyson suy sụp hoàn toàn, cậu hối hận không giúp họ tránh xa nguy hiểm từ trước đó. May sao sư phụ Kevin vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ tinh thần cho cậu nhóc, ông đến với cậu là vì sự chân thành. Chính vì vậy, từ lâu ông đã coi cậu là người nhà của mình và giờ đây ông muốn đưa cậu về nuôi. Nhờ có vị huấn luyện viên này, Tyson đã không ngừng luyện tập. 3 năm sau, anh đã trở thành một thanh niên cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn vạn người mê, đương nhiên cú đấm cũng đã vượt lên một tầm cao mới. Để không khiến sư phụ thất vọng, mỗi trận đấu Tyson đều nhanh chóng hạ gục đối thủ, tuy nhiên chẳng có con đường nào thẳng tắp cả. Trong một trận thi đấu, do gã trọng tài chơi bẩn nên đã khiến Tyson thua cuộc, nhưng sư phụ vẫn cổ vũ động viên Tyson hết mình. Trong 6 năm sau đó, Tyson không thua thêm một trận nào nữa, danh tiếng của anh không ai là không biết đến. Lúc này, sư phụ liền tìm cho Tyson một người quản lý giỏi nhất trong giới để xét kèo đưa anh lên ngôi vô địch. Không những thế, còn mời cho Tyson một nhà thôi miên, giúp cậu tin tưởng tuyệt đối và nắm đấm cánh tay phải của mình. Sau đó, Tyson như một con mạnh thú bất khả chiến bại, đấm phát nào là vỡ mồm đối phương phát đó. Kevin luôn đứng dưới cổ vũ, mặc cho ông tuổi cao sức yếu, chỉ cần ông có mặt thì anh sẽ thắng cuộc. Nhưng một ngày nọ, sư phụ đã ngã xuống vì bệnh viêm phổi, ông nhờ Tyson chăm sóc cho vợ mình. Nghe chú nói này, cháu sẽ trở thành quán quân thế giới. Không có chú, cháu không cần quán quân. Chú sắp hẹo rồi còn đâu. Đối với chú, cháu không cần chú nữa mà vẫn chiến thắng thì mới được gọi là thành công. Nhưng cháu cần chú, cháu yêu chú Kevin. Những giọt nước mắt lan dài, đã từ lâu Tyson coi sư phụ như cha của mình, còn Kevin cũng coi anh như là con đẻ. Ông muốn anh thành công thoát khỏi kiếp đầu đường xó chợ chứ không phải vì tiền bạc trong cái tuổi xế chiều này. Dầu đến mấy cũng chẳng thể mang vàng bạc xuống được địa ngục để xài. Một tuần sau đó, sư phụ chính thức qua đời để lại tiếc thương vô vọng. Tuy nhiên, nhóm quản lý vẫn đăng ký cho Tyson lên sàn đấu. Dù sư phụ đã chết nhưng Tyson luôn tưởng tượng ông vẫn đang bên mình. Vì vậy, cú đấm của anh vẫn dũng mãnh như trước kia, 27 trận đấu toàn bộ thắng cuộc, trong đó 25 trận hạ gục đối thủ chỉ bằng một cước chưa quá 3 giây, đấm cho đối thủ không thay bộ nhá thì cũng phải ngồi xe lăn, cuối cùng cũng đến trận chung kết. Từ khi 13 tuổi, anh đã chuẩn bị cho trận chiến đấu này. Đối thủ của anh chính là nhà vô địch của mùa trước. Không ngờ rằng Tyson tấn công như vũ bão, nhưng đối phương may mắn gắng gượng được hiệp thứ nhất. Bước sang hiệp thứ hai, anh đấm một cước khiến đối thủ nằm vật xuống sàn. Hắn cố gắng đứng lên, Tyson liền xuất một cước vào hông, rồi một cước vào đầu khiến hắn xây sầm mặt mày, rơi vào trạng thái trên bảo dưới không nghe, chẳng thể đứng lên được nữa. Quyền vương
cái nỗi gì chứ, anh đây mới là quyền vương từ giờ khắc này. Tyson giành chiến thắng áp đảo không mất một cọng lông. Đây là thời khắc đỉnh cao sau bao năm cố gắng của Tyson. Ở độ tuổi 20, anh đã chính thức trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử của nhân loại. Sau khi đăng quang quyền vương, cuộc sống của Tyson đã bước sang một trang sử mới. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sau bao nhiêu mùa khoai chưa có một mảnh tình vắt vai, Tyson đã nhanh chóng phải làm người đẹp Robin Givens, một nữ diễn viên cuốn hút được mệnh danh là Black Woman. Một nhà vô địch cơ bắp cuồn cuộn như Tyson thì khó cô nàng nào có thể cưỡng lại được. Hai người công khai sánh bước bên nhau như một cặp đôi trai tài gái sắc luôn được truyền thông săn đón ở mọi lúc mọi nơi. Gương mặt họ luôn đứng đầu các cuốn tạp chí nổi tiếng lúc bấy giờ. Một tình yêu đẹp được thể hiện bằng một cái kết đẹp, đó là kết hôn. Thậm chí anh còn đón cả mẹ vợ về ở chung trong một tòa lâu đài rộng lớn. Dĩ nhiên, không vì có vợ mà Tyson giảm đi phong độ của mình. Anh vẫn giữ vững danh hiệu nhà vô địch của mình trong các năm tiếp theo. Nhưng rồi tiền tài và danh vọng không khác gì con dao hai lưỡi. Khi vật chất quá dư thừa sẽ khiến người ta đổ đốn. Tyson bắt đầu ăn chơi sa đọa, anh bắt đầu lăng nhăng với những cô gái khác nên cuộc tình này đã nhanh chóng bị tan vỡ, thậm chí vác cả tivi màn hình lùi ném cả mẹ vợ chạy rẽ đất. Trở thành một thanh niên độc thân, Tyson vẫn giữ được sức mạnh của mình trên sàn đấu nhưng lại ngày càng chịu chơi hơn bao giờ hết. Siêu xe đối với anh cũng chỉ là cỏ rác, những cô gái đẹp Tyson chỉ coi là một món buffet để lựa chọn. Cuộc sống của Tyson cứ thế trôi qua, dù là một dân chơi đẳng cấp không thiếu món gì nhưng anh vẫn luôn trăm trận trăm thắng trên võ đài chuyên nghiệp. Tyson đã trở thành một nỗi khiếp sợ của quyền anh thế giới, bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng khi đối đầu với anh. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới năm 1990, Tyson dần trở nên mất phương hướng, cuộc sống trở nên xáo trộn và ít luyện tập hơn trước. Chính vì thế trong trận đấu tại Tokyo, anh đã bị mất trước nhà vô địch siêu võ sĩ Douglas. Không dừng lại tại đó, vào năm 1991, trong một cuộc thi sắc đẹp, Tyson lại phải làm một người đẹp tên là Desiree. Cô nàng hoa hậu lúc đó cũng chết mê chết mệt với anh. Nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, Desiree vui như bố đẻ em bé, lập tức lên đồ tới gặp Tyson. Hai người hẹn nhau ở một khách sạn 5 sao và dĩ nhiên đã vào trong khách sạn thì chỉ có thể xong kiếm hợp bích cho hết đêm chứ còn làm gì được nữa, đúng không anh em? Tuy nhiên sau đó cô ta bất ngờ rời đi và nói với người lái xe của Tyson rằng mình bị cưỡng đoạt. Hôm sau, Desiree cùng cha mẹ đã đến đồn cảnh sát để báo án. Kết quả giám định của bác sĩ cũng kết luận rằng Desiree bị hấp diêm. Về phía Tyson, anh khẳng định trước công chúng không hề ép buộc hay cưỡng đoạt ở đây. Tuy nhiên trong phiên tòa vào năm 1992 diễn ra trong 10 tiếng đồng hồ, mặc cho Tyson khăng khăng khẳng định rằng cô ta hoàn toàn tự nguyện, nhưng thẩm phán đã kết án Tyson 6 năm tù về tội hấp diêm khi anh 25 tuổi. Các luật sư của Tyson đã đệ đơn kháng cáo nhưng đã bị bãi bỏ vì không đủ bằng chứng. Ngay sau đó, ngôi sao quyền Anh, con mãnh hổ của sàn đấu đã chính thức vào nhà đào bóc lịch đúng như lời của mẹ cậu dự báo khi xưa. Trong trại giam, Tyson hổ báo không ngán bất cứ bố con thằng nào, thậm chí còn đấm luôn cả quản giáo. Vừa vào đã trở thành đại ca nhưng vẫn không ngừng khổ luyện chờ ngày mãn hạn tù. 3 năm sau, Tyson được thả tự do để hòa nhập với cộng đồng. Người hâm mộ vẫn chào đón anh vô cùng nồng nhiệt để tay đấm huyền thoại năm nào quay trở lại sàn đấu, không làm cho khán giả thất vọng. Sau đó một năm là vào năm 1996, Tyson đã dễ dàng lấy lại được đai vô địch ngày nào. Qua bộ phim về cuộc đời một võ sĩ huyền thoại sàn đấu Mike Tyson, chúng ta có thể thấy được trong cuộc đời không ai là người không vấp ngã, tuy nhiên người biết đứng dậy sẽ là người thành công. Đừng bao giờ ngủ quên trong chiến thắng mà hãy luôn cố gắng không ngừng. Thôi hôm nay không than ế nữa, kẻo mấy ông cứ bảo tôi thả thính, cơ mà khẳng định là chưa có người yêu nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người, I love you Pak Pak. Bye bye!